Thưa quý vị, sáng ngày 13 tháng 9, Trung tâm Cảnh báo Bão nhiệt đới Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đăng thông báo cho biết sau cơn bão Yagi là cơn bão nhiệt đới có tên gọi là Bebinca hay còn được đặt tên là Fedi. Mặc dù nó đã suy yếu do điều kiện khắc nghiệt, tuy nhiên vẫn có dự báo là nó sẽ mạnh lên sau 24 giờ và được dự kiến là sẽ đổ bộ trực tiếp vào Thượng Hải đúng dịp Tết Trung Thu ngày 16 tháng 9. Hiện nay có nhiều dự đoán về cơn bão Bebinca này. Các trang mạng xã hội Trung Quốc thì nói rằng cường độ của cơn bão khi đổ bộ vào khu vực từ Chiết Giang đến phía Bắc Phúc Kiến thuộc miền Đông Trung Quốc, nó có thể là cơn bão mạnh nhất trong 5 năm qua. Có không ít người gọi nó là một trận bão cuồng phong với sức gió tối đa vùng gần tâm hiện là cấp 10 với bán kính vòng tròn gió cấp 10 là từ 60 đến 100 km. Hiện nay người ta biết rằng đường đi dự kiến của Bebinca ảnh hưởng đến các khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và phía Bắc Phúc Kiến. Nhiều khả năng cơn bão sẽ khiến cảng Châu Sơn và các nhà máy lọc dầu ở Ninh Ba, Chiết Giang phải đóng cửa do tốc độ gió của nó lên tới 162 km/h, theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Xin lưu ý là cơn bão này đang có dấu hiệu tăng lên sau 24 giờ, cho nên ở thời điểm hiện tại khó mà đưa ra được thông số chính xác của nó. Sau siêu bão Yagi, rất có thể các nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ tiếp tục hứng chịu một cơn bão mạnh khủng khiếp khác nữa. Trong sáng ngày 13 tháng 9, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines, PAGASA, cũng đã đưa ra cảnh báo về cơn bão Bebinca. Họ nói rằng sẽ mạnh lên thành bão cuồng phong khi đi vào ranh giới phía đông bắc của khu vực chịu trách nhiệm của Philippines vào ngày 13 tháng 9 năm 2024. Như chúng ta đã biết, bão Bebinca nếu hoạt động mạnh vào khu vực từ Chiết Giang xuống Phúc Kiến thì có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng cho Trung Quốc. Nguy cơ tử vong và mất tích có thể cao và có gió mạnh, lũ lụt cũng như là sói lở đất. Sơ tán dân cư cũng có thể gặp khó khăn, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng đồi núi. Gió mạnh và mưa lớn có thể khiến nhà cửa, công trình công cộng và cơ sở hạ tầng như là đường xá, cầu cống bị tàn phá, hệ thống điện cũng có thể bị hư hỏng. Mưa lớn và lũ lụt có thể làm ngập lụt hàng loạt hecta lúa và các loại cây trồng khác nhau, dẫn đến mất mùa. Trang trại và gia súc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây tổn hại lớn cho ngành chăn nuôi. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu khi lượng mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và giao thông. Khu vực đồi núi ở Chiết Giang và Phúc Kiến có nhiều sỏi đá ở trên cao, có thể gây ra các tai nạn và cô lập các làng. Đáng sợ nhất vẫn là cơn ác mộng mang tên đập thủy điện. Khu vực từ Chiết Giang đến phía Bắc Phúc Kiến là một vùng có nhiều đập thủy điện do đặc điểm địa hình đồi núi và có nhiều sông ngòi. Mặc dù không có dữ liệu cung cấp số lượng chính xác về số lượng thủy điện trong khu vực này, vì số lượng thủy điện có thể thay đổi bởi các dự án mới và các thay đổi trong các hạ tầng cơ sở. Nhưng về cơ bản thì Chiết Giang là một tỉnh phát triển với nhiều dự án thủy điện nhỏ và vừa, phục vụ nhu cầu năng lượng trong khu vực. Tỉnh này có hàng trăm đập thủy điện nhỏ, tập trung vào công việc cung cấp năng lượng cho các địa phương. Còn tỉnh Phúc Kiến, đặc biệt là khu vực phía Bắc, cũng có nhiều thủy điện, chủ yếu là các đập có công suất vừa và nhỏ. Phúc Kiến nổi tiếng với việc sử dụng nguồn nước từ sông ngòi và cầu để xây dựng các công trình thủy điện, phục vụ cả cho công nghiệp và sinh hoạt. Đáng chú ý là Chiết Giang và Phúc Kiến đều là hai tỉnh ven biển phía đông nam Trung Quốc, nổi tiếng với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và đa dạng. Cả hai tỉnh này đều có những ngành nghề trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Trung Quốc. Chẳng hạn như Chiết Giang là một trong những trung tâm sản xuất tiêu dùng lớn của Trung Quốc, nổi tiếng với các ngành dệt may, giày dép và sản xuất sản phẩm đồ dùng gia đình. Thành phố Nghĩa Ô thuộc tỉnh này là một trong những chợ bán hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới. Chiết Giang là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin. Thành phố Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh, là nơi đặt trụ sở của Alibaba, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới. Chiết Giang còn có cảng Ninh Ba, một trong những cảng đông đúc nhất và bận rộn nhất thế giới, đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế của Trung Quốc. Tỉnh này cũng nổi tiếng với các ngành sản xuất máy móc, thiết bị công nghiệp và công nghiệp chế biến. Còn tỉnh Phúc Kiến là trung tâm sản xuất và lắp ráp các sản phẩm điện tử, bao gồm thiết bị điện tử gia dụng, bán dẫn linh kiện và thiết bị viễn thông. Hạ Môn và Phúc Châu là hai thành phố nổi bật trong lĩnh vực này. Phúc Kiến là một trong những trung tâm sản xuất giày dép lớn nhất thế giới, với nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước đặt nhà sản xuất tại đây. Tỉnh Phúc Kiến còn có nhiều cơ sở lọc dầu và hóa dầu, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất của Trung Quốc. Phúc Kiến còn có ngành thủy sản phát triển mạnh, với nhiều cá lớn và các khu vực nuôi trồng thủy sản.
Nông nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng với các sản phẩm nổi tiếng như là trà ô long và các loại trái cây nhiệt đới. Nhìn chung thì cả Chiết Giang và Phúc Kiến đều có những ngành nghề quan trọng, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế Trung Quốc. Các ngành này không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cao mà còn ảnh hưởng đến thương mại quốc tế, công nghiệp công nghệ cao và phát triển kinh tế địa phương. Cho nên khi cơn bão dự kiến đổ trực tiếp vào hai tỉnh này, nó sẽ gây ra tổn thất to lớn đối với nền kinh tế của đất nước tỷ dân này. Dường như vấn đề trong nước không phải là trọng điểm đối với chính quyền Bắc Kinh. Họ đang thực hiện hàng loạt những động thái lớn trong bàn cờ địa chiến lược. Đầu tiên là với Ấn Độ, Trung Quốc đã tiến sâu vào khu vực mà Ấn Độ cai quản. Đây là một tin tức đáng chú ý. Quân đội Trung Quốc tiến hàng chục km qua biên giới Ấn Độ. Những bức ảnh gần đây được chia sẻ bởi Newsfy, một hãng tin có trụ sở tại Itanaga, thủ phủ của Arunachal, cho thấy tàn tích của lửa trại, lon đồ hộp và bao bì thực phẩm bị bỏ đi, cùng với những bức vẽ bậy ở khu vực Kapapu thuộc quận Anjor của Arunachal Pradesh. Hãng tin này cho biết, lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc đã xâm nhập sâu 60 km vào lãnh thổ Ấn Độ và cắm trại trong nhiều ngày. Khu vực này là một trong những khu vực tranh chấp gay gắt nhất trong tranh chấp biên giới Ấn Độ-Trung Quốc, có nguồn gốc từ thời kỳ thuộc địa Anh. Cuộc chiến tranh Trung Ấn năm 1962 bùng nổ bởi những tranh chấp biên giới này, chứng kiến Trung Quốc tạm thời tiến vào Arunachal Pradesh và Aksai Chin, một khu vực tranh chấp khác ở xa hơn về phía Tây. Mặc dù hiện nay cả phía Trung Quốc và Ấn Độ chưa đưa ra bất kỳ một thông tin nào xác nhận cho tin tức này, nhưng rõ ràng tin này sẽ có những tác động nghiêm trọng đến Ấn Độ trên nhiều phương diện. Một là căng thẳng quân sự và nguy cơ xung đột. Việc xâm nhập này chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng quân sự giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hai nước đã từng có những cuộc đụng độ quân sự ở biên giới trước đây, như tại thung lũng Galwan năm 2020. Nguy cơ xung đột vũ trang cũng sẽ là rất lớn. Nếu Ấn Độ phản ứng mạnh mẽ hoặc Trung Quốc không rút quân, tình hình có thể leo thang thành xung đột vũ trang, dẫn đến các cuộc đụng độ quy mô lớn. Hai là tác động đến chính trị nội bộ Ấn Độ. Sự kiện này sẽ đặt áp lực lớn lên chính phủ Ấn Độ, buộc họ phải có phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Bất kỳ sự do dự hoặc phản ứng không đủ mạnh từ phía chính phủ có thể bị chỉ trích bởi công chúng và các đảng đối lập. Sự kiện này có thể kích thích tình cảm dân tộc và dẫn đến các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ phải có hành động cứng rắn với Bắc Kinh. Ba là tác động đến quan hệ ngoại giao. Quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Trung Quốc vốn đã căng thẳng, có thể rơi vào tình trạng đóng băng hoàn toàn. Các cuộc đàm phán về các vấn đề khác như là thương mại và đầu tư có thể bị đình chỉ hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự kiện này có thể làm gia tăng lo ngại về an ninh trong khu vực Nam Á, khiến các quốc gia láng giềng và các cường quốc bên ngoài như Mỹ, Nga phải chú ý và có những phản ứng phù hợp. 4 là tác động đến kinh tế. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt thương mại hoặc làm gián đoạn các hoạt động thương mại giữa hai quốc gia, ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả hai bên. Sự kiện này có thể gây ra sự biến động trên thị trường tài chính Ấn Độ, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều bất ổn. 5 là tăng cường quốc phòng và an ninh. Ấn Độ có thể đẩy mạnh các biện pháp phòng thủ ở biên giới, bao gồm việc triển khai thêm binh sĩ và thiết bị quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và cải thiện khả năng giám sát biên giới. Ấn Độ có thể tăng cường hợp tác với các quốc gia khác, đặc biệt là trong khuôn khổ các liên minh như là Bộ Tứ, bao gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. 6 đó là tác động đến chiến lược quốc phòng dài hạn. Sự kiện này sẽ buộc Ấn Độ phải đánh giá lại chiến lược quốc phòng và an ninh biên giới của mình, bao gồm cả việc xem xét lại chính sách đối ngoại với Trung Quốc. Ấn Độ có thể đẩy mạnh phát triển và đầu tư vào công nghệ quốc phòng để tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa từ Bắc Kinh. Cho nên, việc lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc xâm nhập sâu vào lãnh thổ Ấn Độ không chỉ gây ra một cuộc khủng hoảng an ninh mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến chính trị, ngoại giao, kinh tế và chiến lược quốc phòng của Ấn Độ. Phản ứng của Ấn Độ sẽ quyết định mức độ leo thang của tình hình và tác động lâu dài đến quan hệ giữa hai quốc gia. Chưa dừng lại ở đó, trên Biển Đông, đầu tháng này, một động thái chưa từng có khác của Trung Quốc cũng xuất hiện, đó là việc họ nhắm vào tỉnh Okinawa trong chiến lược với Nhật Bản. Trung Quốc đã tập trung vào Okinawa trong chiến lược liên quan đến Nhật Bản vì một số lý do quan trọng liên quan đến an ninh, lịch sử và cả địa chính trị. Đầu tiên phải nói tới vị trí chiến lược quan trọng, Okinawa nằm ở một vị trí chiến lược quan trọng trong chuỗi đảo thứ nhất, một chuỗi các đảo trải dài từ Nhật Bản đến Đông Nam Á. Kiểm soát hoặc ảnh hưởng đối với Okinawa sẽ giúp Bắc Kinh có lợi thế trong việc kiểm soát biển Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương, mở rộng phạm vi hoạt động quân sự và ảnh hưởng của mình. Okinawa cũng là nơi đặt căn cứ quan trọng của lực lượng Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Điều này làm cho nó trở thành một mục tiêu chiến lược trong bất kỳ xung đột tiềm tàng nào trong khu vực. Trung Quốc đã từng đề cập đến lịch sử của Okinawa khi khu vực này từng là một vương quốc độc lập, còn gọi là Vương quốc Lưu Cầu, và có mối quan hệ chiều cống với Trung Quốc trước khi bị Nhật Bản sáp nhập vào cuối thế kỷ 19.
Dù Bắc Kinh chưa chính thức tuyên bố chủ quyền với Okinawa, những luận điệu lịch sử này có thể được sử dụng để tạo áp lực chính trị đối với Nhật Bản. Việc nhấn mạnh vào mối liên hệ lịch sử này cũng có thể nhằm mục đích làm suy yếu tính chính danh của sự hiện diện quân sự của Nhật Bản và Hoa Kỳ tại Okinawa. Bằng cách tập trung vào Okinawa, Trung Quốc có thể gây áp lực lên Nhật Bản trong các cuộc đàm phán liên quan đến tranh chấp lãnh thổ khác, đặc biệt là về quần đảo Senkaku, Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông, nơi mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Okinawa là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự lớn của Mỹ, và sự tập trung của Trung Quốc vào Okinawa cũng có thể là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm giảm bớt sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Trung Quốc có thể sử dụng vấn đề Okinawa như một công cụ để làm suy yếu an ninh và liên minh giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, vốn là nền tảng cho sự ổn định của khu vực. Bất kỳ sự bất ổn nào tại Okinawa đều có thể làm giảm hiệu quả của các căn cứ quân sự Mỹ tại đây và gây ra bất đồng giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Như vậy, có thể thấy, chiến lược của Trung Quốc đối với Okinawa là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm tăng cường ảnh hưởng của mình ở Đông Á, đồng thời làm suy yếu các đối thủ như là Nhật Bản và Liên minh Nhật-Mỹ. Bằng cách tập trung vào Okinawa, Trung Quốc không chỉ tìm cách mở rộng ảnh hưởng quân sự mà còn muốn tận dụng các yếu tố lịch sử và chính trị để gia tăng sức ép đối với Nhật Bản trong các vấn đề tranh chấp khác. Trong bối cảnh này, Nhật Bản và Liên minh Nhật-Mỹ có thể sẽ phải đối phó với chiến lược của Trung Quốc đối với Okinawa bằng cách thực hiện một loạt các biện pháp về quân sự, ngoại giao và chính trị để bảo vệ lợi ích của họ và duy trì ổn định trong khu vực. Trước tiên, Nhật Bản và Hoa Kỳ có thể tăng cường hiện diện quân sự tại Okinawa bằng cách mở rộng và nâng cấp các căn cứ hiện có, triển khai thêm các lực lượng quân sự và hiện đại hóa các hệ thống phòng thủ. Điều này bao gồm cả việc triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa và các lực lượng tấn công nhanh. Liên minh này có thể đẩy mạnh các cuộc tập trận chung, cải thiện khả năng phối hợp trong các kịch bản xung đột tiềm tàng và nâng cao sự sẵn sàng tác chiến của các lực lượng đồn trú tại Okinawa. Bên cạnh hợp tác với Mỹ, Nhật Bản có thể tăng cường quan hệ quốc phòng với các quốc gia khác trong khu vực như là Úc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á để tạo ra một mạng lưới liên minh rộng lớn hơn nhằm đối phó với áp lực từ Trung Quốc. Nhật Bản có thể thúc đẩy vai trò của nhóm đối thoại an ninh tứ giác bao gồm Nhật, Mỹ, Ấn, Úc để tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhật cũng có thể tăng cường chi tiêu quốc phòng để nâng cao năng lực phòng thủ của mình, bao gồm việc phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến như là tên lửa phòng thủ và hệ thống không gian mạng. Nhật Bản còn có thể đầu tư vào các hệ thống phòng thủ chống xâm nhập, chống tiếp cận A2AD, giúp ngăn chặn hoặc làm chậm bất kỳ hành động quân sự nào của Trung Quốc tại khu vực Okinawa. Bên cạnh đó, Nhật có thể sử dụng ngoại giao để tăng cường quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á và các cường quốc khác để đối phó với Trung Quốc. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra các liên minh ngoại giao mới hoặc củng cố các liên minh hiện có. Nhật Bản có thể tăng cường vai trò quốc tế của Okinawa bằng cách thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và văn hóa tại đây, từ đó nâng cao nhận thức toàn cầu về tầm quan trọng của khu vực này và nhận được sự ủng hộ quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền. Hơn nữa, chính phủ Nhật Bản có thể tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ tại Okinawa như là giảm thiểu tác động tiêu cực của các căn cứ quân sự đối với dân cư địa phương, từ đó làm giảm bớt các phong trào phản đối và tăng cường sự ủng hộ từ người dân Okinawa đối với sự hiện diện quân sự. Nhật Bản có thể phát động các chiến dịch nâng cao nhận thức về tầm quan trọng chiến lược của Okinawa và xây dựng lòng tự tôn dân tộc, từ đó củng cố sự ủng hộ của dân chúng đối với các biện pháp bảo vệ khu vực này. Xin lưu ý là gia tăng hiện diện quân sự đồng nghĩa với khả năng đụng độ quân sự là rất cao. Chúng ta biết rằng, việc Trung Quốc có đủ tiềm lực để đối đầu với chiến tranh vào năm 2024 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả khả năng quân sự, kinh tế và chính trị. Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào quân đội trong những năm gần đây, nâng cao khả năng trang bị và công nghệ quân sự. Họ có một lực lượng quân đội đông đảo và ngày càng hiện đại hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quân và tên lửa. Trung Quốc có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, điều này giúp họ duy trì và củng cố các nguồn lực quân sự. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu và các vấn đề kinh tế trong nước cũng có thể là yếu tố gây rủi ro trong trường hợp xảy ra xung đột, đặc biệt là những thiệt hại rất lớn do thiên tai mang lại cho nền kinh tế Trung Quốc cũng đang đánh trực tiếp vào túi tiền của Bắc Kinh. Đồng thời, Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức chính trị cả trong và ngoài nước, bao gồm các mối quan hệ căng thẳng với các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ và các nước đồng minh của Mỹ. Chính trị nội bộ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng của Bắc Kinh trong việc duy trì một chiến lược quân sự lâu dài. Quan trọng hơn là Trung Quốc không có hệ thống đồng minh mạnh mẽ như là các nước phương Tây. Sự ủng hộ từ các nước khác có thể ảnh hưởng đến khả năng của Bắc Kinh trong việc duy trì một cuộc chiến tranh. Bởi vậy mới nói Trung Quốc có nhiều tiềm lực để đối đầu với một cuộc chiến tranh, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro và thách thức có thể ảnh hưởng đến khả năng và quyết định tham gia vào một cuộc xung đột lớn. Có hai vấn đề rất lớn đối với Trung Quốc hiện nay, một là yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì Trung Quốc đều không có những điểm này. Nguy cơ rối loạn xã hội rất cao khi chính phủ bỏ mặc người dân trong thiên tai, nhân họa dồn dập.
Hai là yếu tố đồng minh. Người ta nói muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Tức là Trung Quốc cần phải có đồng minh thì mới có thể có sự giúp đỡ khi cuộc chiến kéo dài. Nhưng ai sẽ xả thân mình vì Trung Quốc thì không có quốc gia nào cả. Trung Quốc không có đồng minh ruột, không có đối tác tin tưởng, đơn giản chỉ là một vụ làm ăn lợi ích. Cho nên rất khó để nói là Trung Quốc có thể sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh. Nói như vậy để thấy, Bắc Kinh có những chiến lược và những bước đi vô cùng táo bạo nhằm chiếm được những điểm chiến lược có thể được lợi thế trong cuộc đối đầu với Hoa Kỳ. Nó được thực hiện cả ở hai phần phía Đông và phía Tây Nam của Trung Quốc. Nhưng liệu Trung Quốc có thể đảm bảo được việc khả năng tác chiến ở hai mặt trận cùng một lúc hay không thì đó lại là một vấn đề không đơn giản với Bắc Kinh lúc này. Nếu không thể tham chiến thì Trung Quốc lại thực hiện các động thái bành trướng mạo hiểm thế làm gì? Thực chất đây là chiêu bài mềm nắn rắn buông, một trong những thủ thuật trong chiến lược vùng xám. Cho nên các quốc gia láng giềng và đối thủ của Trung Quốc như Hoa Kỳ không thể chủ quan trong mọi tình huống, cần phải cẩn trọng và tỉnh táo trong mỗi bước đi của Bắc Kinh, từ đó đưa ra những giải pháp đáp trả nghiêm khắc đủ để mang tính răn đe. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị hãy để lại bình luận và quan điểm của mình ở phần dưới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.